Tập đoàn công nghệ Meta nhận định Việt Nam có tiềm năng trở thành một con rồng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, trích dẫn từ trang VOI. Việt Nam có được điều này là nhờ quyết tâm mạnh mẽ, tinh thần khởi nghiệp và chính sách cởi mở của chính phủ. Về tiềm năng trong lĩnh vực AI, trang Nikkei cho biết, nhiều công ty công nghệ hàng đầu về AI đang chú trọng đầu tư vào Việt Nam, nhất là về công nghệ thông tin và bán dẫn. Trang này trích dẫn đánh giá từ Statista, cho biết thị trường ngành bán dẫn của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 30% từ nay đến năm 2027. Thế mạnh của Việt Nam chính là nguồn nhân lực công nghệ thông tin trẻ với độ tuổi lao động dưới 30 tuổi về công nghệ thông tin đã có hơn 1 triệu người. Họ chính là cầu nối quan trọng giúp cho chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam có thể bay cao và xa hơn. Bên cạnh đó, nhà nước Việt Nam luôn tạo ra các chính sách hỗ trợ và khuyến khích phát triển trí tuệ nhân tạo, khuyến khích đầu tư tư nhân vào các nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo thông qua các chính sách thuế và khuyến mãi. Trong khi đó, trang tin tức Đài Loan Trung Quốc cho rằng thị trường AI Việt Nam đang có sự tăng trưởng đáng kể với những tiến bộ công nghệ và nhu cầu nâng cao hiệu quả, năng suất. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của AI tại Việt Nam. Để tiếp tục phát triển lĩnh vực AI, trang CoinGeek cũng đưa tin Việt Nam đã thành lập Học viện Sáng tạo Blockchain và AI. Học viện sẽ góp phần vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đón đầu làn sóng đầu tư nước ngoài, thực hiện các chính sách đổi mới của chính phủ. Các phân tích dự báo, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư nước ngoài cam kết đầu tư vào hệ sinh thái AI tại Việt Nam. Điểm đầu tiên chính là thay đổi về mặt tư duy của nguồn nhân lực. Dù cũ hay mới, mọi ngành nghề đều phải vận dụng thành thạo các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như là một trợ lý đồng hành và tham mưu trong mỗi công việc của mình đang làm. Tuy nhiên, đi tắt đón đầu cũng có một số hệ lụy cần xem xét. Về lâu dài, trang The Star trích nhận định Việt Nam cần xây dựng môi trường thông thoáng, cơ chế pháp lý phù hợp về trí tuệ nhân tạo để giúp ngành này phát triển một cách phù hợp với thực tiễn và văn hóa Việt Nam, hạn chế các rủi ro từ trí tuệ nhân tạo.